Hello quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị trở lại kênh của Tony sáng thứ bảy ngày 7 tây tháng 1 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ bảy an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nhé. Trở lại các phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, Tony xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây. Trung Cộng toan thật rồi, kinh khủng cái giá đốt thi thể nó tăng đột biến. Vì sao? Tại sao? Nội dung thứ hai, không ngán chú Buri, Pháp, Đức, Mỹ đã bắt đầu làm cái điều này rồi. Nội dung thứ ba, eo biển Đài Loan dậy sóng vì hàng không mẫu hạm của Mỹ đã có mặt ở nơi này. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like viết và chiếu bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất, không ngán chọc giận chú Buri. Mỹ, Đức, Pháp đã bắt đầu làm cái điều này, bất ngờ tặng Ukraine những cái món quà có thể nói rất lớn và khủng khiếp. Nói như thế này nè quý vị, trong suốt thời gian 11 tháng mấy vừa qua, chú Buri đã thất bại nặng nề và thiệt hại ê chề cả kinh tế lẫn chiến sự. Tại vì Ukraine đã có trong tay những cái đồ chơi mà có thể nói là hơi hơi tân tiến của NATO và Mỹ. Bây giờ lại một lần nữa, vào ngày hôm qua, Mỹ, Đức, Pháp đã chọc giận chú Buri bằng cách là bất ngờ tặng Ukraine những cái món quà khủng. Vào ngày hôm qua, Pháp thông báo là sẽ cung cấp cho Kiev những xe tăng chiến đấu tối tân. Và sau khi mà Pháp thông báo cái điều này, thì Đức và Mỹ cũng đã nhất trí và tuyên bố là sẽ cung cấp cho Ukraine những cái phương tiện chiến đấu bộ binh tối tân. À, tức là những cái chiếc xe này nó có thể mang theo tên lửa chống tăng, mang theo những pháo tự động 22mm, súng máy 7.6mm. Nó nôm na là như thế này. Vào ngày hôm qua, theo tờ báo Guardian đưa tin, tòa Bạch Ốc tuyên bố chú Bảy và thủ tướng Đức đã nhất trí Mỹ sẽ cung cấp chiến đấu xe chiến đấu bộ binh Bradley được trang bị pháo tự động 22mm, súng máy 7.6mm và tên lửa chống tăng. Bên cạnh đó thì Đức cũng sẽ gửi những chiếc xe bọc thép tên là Mörder cho Ukraine, và mỗi nước sẽ chịu trách nhiệm đào tạo quân lính Ukraine để sử dụng những cái phương tiện này. Thì đây là một cái thông tin có thể nói là chú Buri sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, và chú ta sẽ tức lòng lộn lên, và có thể chú ta sẽ bấm cái hạt của chú ta. Tại vì trong suốt thời gian vừa qua, Ukraine chưa có những cái này mà đã làm cho chú Buri sất bất sang bang rồi quý vị nhé. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới eo biển Đài Loan. Thì cách đây 1-2 tuần, sau khi mà máy bay chiến đấu của Mỹ bay ngang cái không phận Đài Loan, thì Trung Cộng nó đã cho máy bay ném bom của nó ám sát. Và nó liều lĩnh đến mức độ mà chỉ còn có mấy phút nữa thôi là hai chiếc máy bay này nó đụng vào nhau rồi. Sau cái sự việc đó, thì vào ngày hôm qua, Hải quân Mỹ đã bắt đầu hành động chơi lớn. Hải quân Mỹ điều chiến hạm đi qua eo biển Đài Loan sau vụ phi cơ chiến đấu của Mỹ và Trung Cộng xích đụng nhau. À, và vào ngày hôm qua, tàu USS Trung Hoon đi qua cái vùng biển Đài Loan, và Trung Quốc lập tức điều những tàu chiến của Trung Cộng đi theo bám sát, áp sát, rình rập. Thật sự thì tàu chiến của Mỹ, hàng không mẫu hạm của Mỹ đã tuân thủ theo cái luật của quốc tế, tức là đi trong cái vùng không phận của quốc tế, tức là cái vùng mà có thể nói là tự do đó, everybody có thể đi ngang được đó. Nhưng Trung Cộng thì coi như không có cái vùng nào là không phận quốc tế ở eo biển Đài Loan hay Biển Đông đối với Trung Cộng. Tại vì sao? Trung Cộng lúc nào cũng nói Biển Đông là của Trung Cộng.
Đài Loan là của Trung Cộng, cho nên bất kỳ ai mà đi ngang những cái vùng này là Trung Cộng đã, mày đã xâm phạm cái chủ quyền của tao, mày đã đi vào cái không phận của tao. Nhưng mà thật sự thì Mỹ không có làm cái điều đó. Mỹ đang đi trên cái con đường quốc tế, nhưng Trung Cộng nó có tịch, nó rụt rịch, nó sợ quá. Nó đã coi như là cử những cái tàu chiến đấu rầm rộ ám sát theo và bám sát theo. Và cuối cùng thì sao? Bộ Tư lệnh Quân khu miền Đông của Trung Cộng cảnh báo nước Mỹ là đừng có mà lãng vãng ở cái khu vực này, coi chừng cuộc đụng độ sẽ xảy ra. Tức là nôm na là không biết bao giờ Chủ tịch Tập mới ra tay để bụp Đài Loan đây, quý vị ơi. Rồi, đó là cái nội dung thứ hai. Bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba. Nó cũng là liên quan tới Trung Cộng. Đây là một cái chuyện khủng khiếp, kinh khủng, mà có thể nói là trong suốt thời gian vừa qua, quý vị chưa bao giờ nghe báo chí của Trung Cộng nó la làng la xóm. Tại vì đặc biệt là những cái nước như thế này á, thì nó hay ém lắm. Cái chuyện gì xấu xa thì nó ém đó, tại vì nó không có tự do ngôn luận. Đây, mời quý vị nghe kỹ nhanh. Thì cho đến nay, chính quyền Bắc Kinh chỉ công bố có 5.000 ca tử vong trong suốt 3 năm dịch dật vừa qua. Vậy thì quý vị suy nghĩ coi có tin tưởng được không? Trong suốt 3 năm vừa qua mà Trung Cộng nó nói ôi cái nước tôi chỉ có 5.000 người chết thôi à. Quý vị suy nghĩ coi có tin tưởng được không? Dĩ nhiên là không, đúng không? Rồi. Thì vào ngày hôm qua, theo như tờ báo Bloomberg đưa tin là tất cả những cái nơi mà hỏa táng cái xác á, tức là mình gọi là thiêu xác á, nó đầy kín và hàng trăm người đứng cái lai để chờ đốt xác thi thể của gia đình họ, người thân họ, bạn bè họ, mà còn không có chỗ để mà vào bên trong để đốt xác là điều thứ nhất. Bên cạnh đó thì theo như tờ báo Bloomberg cho biết là cái giá mà hỏa táng thi thể đó, hỏa thiêu á, tự nhiên nó tăng đột biến. Bình thường thì nó không có bao nhiêu hết, mà bây giờ đùng một cái nó tăng lên 88.000 nhân dân tệ, là tương đương khoảng 300 triệu đồng tiền Việt Nam. Tại vì một nhân dân tệ nó bằng khoảng 15 sen tiền đô la. Đó, thì quý vị suy nghĩ thôi. Ngày xưa đó, ok, trước khi cái dịch nó bùng phát á, thì cái giá mà quả thiêu ở Trung Cộng á, nó tầm khoảng, để coi, nó tầm khoảng chỉ có trên dưới 50.000 thôi. Bây giờ nó 88.000, tức là nó tăng lên chứ được gần gấp đôi. Vậy mà còn không có chỗ để cho quả tháng xác. Thì quý vị suy nghĩ có sao mà trong 3 năm vừa qua Chủ tịch Tập nói là nước ổng chỉ có 5.000 người chết vì dịch vật à? Thật sự là nó không phải như vậy đâu quý vị nha. Tại vì người chết nhiều quá, rồi làm cho những cái nhà quả thiêu á, người ta không có làm việc kịp, người ta phải tăng chi phí lên. Mà còn những người đó get like á, mà còn không có chỗ để mà quả thiêu nữa. Thành ra nó nôm na là như thế này: Trung Cộng nó đang bị ton là dở trận nhá, vì dịch vật quý vị nha. Rồi sau vài phút nhanh gọi lại buổi sáng ngày thứ bảy, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình của đất nước Mỹ, tình hình chiến sự tại eo biển Đài Loan, cũng như là tình hình của Chủ tịch Tập. Tôi này cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian quý báu trong cuộc sống để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Và đừng quên để lại một cái like, viết và chữ bình luận để chia sẻ ý kiến của mình đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Have a good day.